Rồi ok, hôm nay mình sẽ tham gia giải đua mini GP của sân 2K. Đó, này là người ta tổ chức đua câu cá chuyên nghiệp nha. Ok. Đây. Đây. Đây, ổng là cái người chủ sân luôn. Mai mốt anh em là khai trương là có thể chơi được luôn. Ok, I'm ready. Đó là bữa nay là cái ngày người ta sẽ khai trương cái mô hình dịch vụ là cho thuê sân golf khác ở sân đua 2K. Rồi anh em nào mà muốn lên chơi thì lên chơi nha. Nè mọi người là chuẩn bị đua giải nè, đó, người nước ngoài đầy đủ luôn. Đó, thì hy vọng là cái giải mini vui vẻ này là chị em sẽ có thứ hạng ha. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi chưa có chạy á, nhưng mà bữa nay là chạy là ok nha, đi nha. Hết luôn, hạng tư nha. Rồi mọi người ủng hộ chị Thái Ép nha. Rồi.